từ giờ đây nhân tiêu chức thân quý của thánh thể, chúng con xin mời toàn thể các cô đoàn cũng như là các hàng hội, chúng ta sẽ tập trung trước quảng trường để du xe và du mẹ để chúng ta sắp xếp đi theo thứ tự của ban tổ chức chúng con đã sắp xếp. Quan xin thông báo rằng đi đầu là tờ hội thánh, đi thứ hai là hội đồng họ trạng và người đồng phía bắc. Xin anh em trong ban đại diện sắp xếp theo chương trình đã được ban tổ chức sắp đặt. Đi thứ ba là hội đồng. Đi đầu là tờ hội thánh, đi thứ hai là hội thống phía bắc và hội thống ngọn trại, đi thứ ba là thánh giá nến cao và các cụ áo tấp, đi thứ tư là các em cũng thể. Đi thứ sáu là thiếu nhi thánh thể toàn xứ, đi thứ bảy là hội chiêng nhà xứ, đi thứ tám là giới trẻ toàn xứ, đi thứ 9 là hội Monica và hội thăm viếng của toàn xứ. Xin ban trật tự sắp xếp cho các hàng hội đi theo thứ tự như là ban tổ chức đã sắp xếp.
Thank you.
Thank you.
xin Chúa nhân từ nhận lời chúng hai kêu cầu Chúa và đừng bỏ rơi họ, nhưng đưa họ về hưởng hạnh phúc đời sau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mọi tín hữu